Xin chào mọi người. Kệ thẩm mỹ được coi là một trong những nhóm nội thất spa không thể nào thiếu được trong spa và thẩm mỹ viện, bởi vì rằng là nó không chỉ giúp tôn lên giá trị của các sản phẩm mà từ là mỹ phẩm này cho tới là các loại máy thẩm mỹ, ví dụ như là máy phân tích da, máy ly tâm, máy điện nhi. Và ngày hôm nay thì Nam sẽ cùng mọi người tìm hiểu qua những cái loại kệ thẩm mỹ rất là sang trọng và rất là đẹp mà mọi người có thể bổ sung liền cho spa và thẩm mỹ viện của mình, để cho cơ sở kinh doanh của mình trở nên là sang trọng và chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng nhé. Và Nam sẽ giới thiệu với mọi người 4 mẫu kệ để máy thẩm mỹ, để máy điện nhi với thiết kế đơn giản có thể phù hợp với nhiều không gian spa, và có thể là với anh chị nào mà thích những thiết kế đơn giản thì có thể phù hợp với là những mẫu kệ này. Mẫu kệ đầu tiên có mã là K19, được thiết kế bằng sắt sơn tĩnh điện. Chúng ta sẽ có khay để dụng cụ và linh kiện nếu mà mọi người cần. Mẫu kệ thứ hai có mã là K02, cũng sẽ có cái phần khay như thế này đây, thì mọi người cũng có thể để linh kiện và các vật mà mỹ phẩm mà người cần. Và tiếp theo là hai mẫu kệ có mã là K09 và K10. Hai mẫu kệ này được coi một là một trong những mẫu kệ bán chạy của công ty Vin Mỹ. Ngoài để máy điện đi ra, mọi người có thể để thêm nhiều loại máy khác ở trên kệ này với độ chịu lực rất là cao, và bề mặt được sơn phủ 2K rất là bắt mắt và sang trọng. Thì những cái mẫu kệ này có những ưu điểm rằng là đầu tiên là cái phần bánh xe dễ dàng di chuyển và có phần khóa bánh xe, giúp cho là mọi người có thể cố định vị trí trong trường hợp mà làm dịch vụ mà không muốn bị máy móc bị di chuyển tới lui. Và bây giờ Phương Nam sẽ giới thiệu tới mọi người 4 mẫu kệ để máy thẩm mỹ có hộp tủ. Những mẫu kệ máy thẩm mỹ này thì ngoài việc giải quyết cho mọi người rằng là sẽ có một cái nơi đặt máy vừa chắc chắn, vừa dễ dàng di chuyển bởi hệ thống bánh xe, mà chúng ta còn có thể khóa được bánh xe để mà tránh trường hợp mà đang thao tác dịch vụ thì xe nó bị đẩy đi, giúp cho máy đứng yên và cố định một chỗ. Ngoài ra thì thẩm mỹ viện và spa luôn phải đối diện với việc là bảo quản linh kiện cũng như là có rất là nhiều đồ đạc cần phải được trong quá trình làm việc. Nhưng nếu mọi người muốn rằng là những cái đồ đó được để một cách gọn gàng, an toàn và không bị thất lạc thì đây là một trong những giải pháp. Thì những cái kệ để máy thẩm mỹ này sẽ có những cái hộp tủ giống như thế này đây. Mọi người có thể bỏ linh kiện, bỏ các sản phẩm mà mọi người muốn đặt cho bên trong những tủ thế này đây. Đa số các kệ sẽ làm bằng chất liệu nhựa với mặt trên thế này là mica hoặc là ABS, thì có độ chắc chắn và độ chịu lực rất là cao. Mẫu kệ sẽ bắt đầu là với mã là 5S mặt bằng kệ mica, 5S mặt nhựa, và đây là một trong những cái mẫu mà best seller của công ty Vin Mỹ, có mã là kệ 6S và cuối cùng là kệ 2S. Hy vọng rằng là với việc giới thiệu cho mọi người 4 mẫu kệ để máy thẩm mỹ có hộp tủ này sẽ giúp cho mọi người dễ dàng lựa chọn được một trong những mẫu kệ mọi người ưng ý nhất. Vin Mỹ, lựa chọn tốt nhất của spa thẩm mỹ viện. Trụ sở chính 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0934 130099.